Hãy mặt trời lên trong một đêm đó để chân dung của bác hiện ra trong những lòng trăn trở đam mê nghệ thuật. Mẹ ơi, con đang mô tả đây, con đang mô tả những đôi mắt đã thấm đậm sâu nặng tình nghĩa núi sông và những khắc khoải đợi chờ đó và mặt trời lên đi. Một gian nhà lá xứ quê nghèo không nặng nhọc trong những cơn mưa dầm, vì nơi đây có một nguồn cảm hứng rạc rào qua những đêm về vẻ bác. Có những từng đêm lặng lẽ, từng bước chân âm thầm sau nàng tình tăng của mẹ. Thì thấy con nó quá cố gắng như vậy đó, phải làm ra được tương lai thì thấy khó rồi. Mình nghĩ vậy đó, mình nghĩ vậy thôi chứ không biết làm sao. Thấy nó quá khéo, tôi cũng thích nữa, cũng mến mộ bác. Thật là mẹ con cũng cố gắng mà cực khổ nhau mà thức ngày đêm rồi như đó mà săn sóc lo vẽ cho được ảnh nào được là mừng lắm.